sự tương đồng của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh cơ hội thì cũng có không ít thách thức với doanh nghiệp cũng như cả nền kinh tế. Hạt nhựa là nguyên liệu đầu vào của các trường này để sản xuất các linh kiện ô tô, xe máy, thiết bị điện tử. Giá thành 1 kg hạt nhựa ở Việt Nam là hơn 25.000 đồng. Còn hạt nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc là đạt tiêu chuẩn đầu vào trong sự chuẩn quân của các đối tác Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu. Mẹ ơi! Hiệp định RCEP